Rất nhiều người khi mua cho mình cái ốp điện thoại, họ chỉ có mục đích đơn giản là bảo vệ cái điện thoại của họ. Nhưng cũng có rất nhiều người khác, thông qua cái ốp điện thoại họ thể hiện cá tính của họ, họ thể hiện được sở thích, cái gu của mình. Thì cái bộ sưu tập ốp của hãng Adidas này sẽ dành cho những cái đối tượng khách như vậy. Có những người họ sở hữu và họ rất là thích cái thương hiệu Adidas, họ thích giày Adidas, họ thích áo Adidas, thích túi xách Adidas. Có những cái ốp Adidas dành làm ra dành cho fan của cái thương hiệu Adidas. Thì có ba loại chủ yếu, một loại là ốp trong suốt, một loại là ốp có mặt lưng là vải, một loại ốp có mặt lưng là da. Ở cái loại ốp có mặt lưng là da đó thì chúng ta có thêm là da bình thường, tơ da láng á, và một loại da nữa là da lộn. Đây là một cái ốp có mặt lưng bằng vải nè, các bạn có thể nhìn thấy nó là loại ốp camo. Các bạn để mở cái ốp ra rất đơn giản là chúng ta cầm cái logo phía dưới, chúng ta kéo ra. Bản thân mình khi gắn cái ốp này vào đó thì mình cảm thấy là cái điện thoại nó vẫn nhẹ, nó vẫn mỏng như là một cái điện thoại bình thường mình đang sử dụng vậy. Mình gắn vào cái iPhone 11 Pro Max và mình cảm thấy là nó không nặng hơn bao nhiêu cả. Nhìn thấy cái mức độ hoàn thiện của cái ốp này là rất là ổn. Tất cả những cái ốp dành cho cái mẫu điện thoại to là 11 Pro Max thì đều có khoét cái lỗ để các bạn có thể gắn dây đeo tay vào. Nút bấm này hoàn thiện rất là sắc sảo, các bạn bấm rất là mềm tay. Cái mẫu các bạn đang xem này là mẫu da lộn nè. Mình cũng cảm thấy mình cũng rất thích cái mẫu da lộn này. Đây là mẫu Ultra Suede, một tấm da lộn có may ba đường đặc trưng của Adidas, có đóng logo Adidas. Cái tổng thể của cái ốp này là màu xanh dương, rất là nhã. Ở cái phần ốp da không lộn á thì chúng ta sẽ có những nhiều mẫu khác nhau. Có những mẫu là ba đường sọc màu trắng, có những mẫu là ba đường sọc màu đen, và có thêm cả cái mẫu là cái ốp của các bạn, đồng thời là cái nắp để bảo vệ cái mặt trước của điện thoại luôn. Nhìn chung qua tất cả những cái mẫu ốp Adidas mình đang cầm trên tay đây thì mình đều cảm thấy được là cái điểm nổi bật nhất của nó chính là cái thương hiệu Adidas. Thương hiệu Adidas sẽ nổi bật ở mặt trước hoặc là nổi bật ở mặt đằng sau của cái ốp. Các bạn cầm lên là các bạn sẽ không nhầm lẫn được. Đây là một cái ốp của Adidas dành cho fan của Adidas. Vì sao lại có những người thích cái thương hiệu Adidas này thì mình cũng không có thể giải thích được một cách rõ ràng. Mình chỉ có thể nói được rằng là với những bạn thích chơi đồ authenticate, chơi đồ thật, thì việc bỏ ra 800 ngàn mua một cái ốp đúng nghĩa của Adidas làm nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều lần so với việc bỏ ra 100 nghìn để mua một cái ốp fake gắn chữ Adidas fake lên trên đó. Thì cái khác nhau là như vậy. Về độ hoàn thiện của đồ xịn thì tất nhiên là luôn luôn xịn, và cái độ thoải mái tâm lý của mình khi mình sử dụng một cái sản phẩm chính hãng, đồ chính hãng làm ra cho fan chính hãng, thì mình sẽ luôn luôn có được cái cảm giác là mình đang sử dụng đồ authenticate, mình có được cái sự thoải mái của người đang sử dụng đồ xịn thay vì là mình đang sử dụng đồ fake, đồ lô. Cái trên tay này chỉ là như vậy thôi, giới thiệu với các bạn cái bộ sưu tập rất là đẹp những cái ốp của Adidas đã làm ra cho fan Adidas của mình. Các bạn có thể mua sản phẩm ở cái link mình để trên đây ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Mình là Me ở diễn đàn tinh tế.vn.